thế nào gọi là trung thực? Thì tôi muốn chia sẻ là trong đạo Phật ấy, nó có cái phần khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp thì ở đây có mấy cái nghiệp trong cái nghiệp của mẹ, là ăn không nói có, tức là gọi là nói thêu gì ạ, thêu rể, tức là không có mà nói thành có. Thì việc đầu tiên người ta gọi là không trung thực. Cái chị dung không ạ? Có mà nói là không có thì người ta gọi là không trung thực. Câu chuyện thứ hai, nói nhưng mà nói quá ít mà xít ra nhiều thì gọi là không trung thực. Tức là rất nhiều người họ trầm trọng quá. Ví dụ thấy một cái người mà họ đi muộn thôi thì bắt đầu suy ra có tin con nó đêm qua ôm. Xong bắt đầu nghe thế vậy người khác lại bảo đấy, nó đêm qua con nó sốt đấy. Người khác bảo lại nhiễm virus rồi. Thế nó bắt đầu nó trầm trọng hóa một hồi lên thì cái này nó gọi là nói quá. Thế câu chuyện thứ tiếp theo của trung thực là nói móc. Móc họng người ta ra đấy. Cái câu chuyện nữa là nói đôi chiều, tức là chuyện thì nó có thật nhưng mà thực ra khi nói ra nó làm tổn thương. Ví dụ như anh Sơn chẳng hạn, mà chuyện thì chỉ trách anh Sơn chẳng hạn, mà tôi nghe thấy thế tôi cũng rất là trung thực, tôi đến tôi kể với anh Sơn có phải làm tổn thương anh Sơn không, xong anh Sơn bực mình quá lại trách chị. Tôi lại nghe thấy xong tôi thật thà tôi lại quay ra tôi chị tôi bảo anh Sơn này là trách chị. Thế chị này bực mình, chị này phang một câu, tôi lại kể cho anh Sơn. Và cuối cùng thì tôi rất là trung thực. Nhưng chỉ có điều hai người thì họ đánh nhau. Thì cái đấy nó gọi là nói đôi chiều. Và nói đôi chiều thì tôi gọi trong não của người ấy, thì gọi đấy là ống cống. Người mà nói kiểu đôi chiều ấy, thì tôi gọi là ống cống. Thế nào gọi là ống cống? Tức là đây là nước nó vào, các anh chị đúng không ạ? Thông tin nó vào mà. Thì trách nhiệm của chúng ta phải ở đây để có cái bộ phận xử lý nước kìa, nước thải. Còn ở đây mà cứ nước mà nước thối nó vào xong thì ra thối y như vậy, tức là vừa vào tai cái nó phọt ra đằng mồm. Một số chú còn cho thêm hóa chất vào đây cho nó thối thêm đi nữa. Thì cái đấy tôi gọi là không có não, tức là ông cống rồi. Cho nên nguyên tắc khi nghe một thông tin bao giờ não người ta cũng phải xử lý, nên nói hay không nói, nói thì ai tổn thương, có cần thiết phải vậy không? Tôi quản lý nhân sự của trường hợp này nó tốt vô cùng, nhưng mà nó thật thà quá. Thì tôi xin lỗi, tôi cũng hơi chỉnh bậy. Tôi có nhân sự nó ngu quá, tôi bảo chứ mẹ cái thằng nhân sự nó ngu thì không biết. Thế cô thư ký của tôi không phải cái hàng ngồi đây đâu, nó xuống nó bảo luôn thằng ấy, thầy vừa bảo mẹ mình chứ ngu lắm. Thằng ấy nó giận tôi mấy ngày luôn, mặt nó sưng xỉa nên tôi không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nó tôi mới hỏi ra, nó bảo là thư ký nó báo em là thầy chửi mẹ em ngu. Tức là cái chuyện đấy có cần đến nói không ạ? Không. Có thể là nói nhưng mà nói nhẹ đi chẳng hạn, hoặc là thầy bảo là mày cần phải cố gắng hơn, ví dụ vậy. Khái niệm trung thực khó lắm đấy. Khái niệm trung thực khó lắm. Vậy trung thực là một, là chúng ta nói thì nên nói thật, mà không nó như kiểu nốt nhạc trắng ấy, không cần nói. Bởi vì nếu mà nói thật ra mà làm tổn thương cho người khác thì cái lời nói đấy không cần thiết. Còn nói thật mà làm tích cực cho người khác thì hãy nói. Nhưng nếu nói thật mà tổn thương người khác thì đừng nói. Còn của người nói thật mà của người phúc ta cũng vậy nhé. Tôi lấy ví dụ, cũng là nói thật. Ví dụ mình vào công ty này, em nó vừa mới vào thôi, nhưng mà mình đang nghỉ việc. Thế mình bảo là mày vào đây làm gì? Tao đang nghỉ việc, tao đang chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc, thế mày vào đây làm gì? Câu đấy nói cũng là nói thật, mặc dù mình vừa sắp chuẩn bị nghỉ việc. Bản chất là mình có nói sai không? Nói đúng. Nhưng bạn gây tổn thương đến ai ạ? Đến doanh nghiệp. Bạn lấy cái phước của
của doanh nghiệp, bạn mang bạn trả cho bạn kia. Như vậy bản chất ở đây là gì ạ? Của người phúc ta. Hay là tôi lấy ví dụ thế này, tự nhiên nhìn thấy một thằng bé nó vừa mới vào, thương nó quá, xúi nó, mày làm đơn xin tăng lương đi. Tôi thương mày lắm chứ, mày lương 5 triệu sống sao, thương mày lắm, làm đơn đi. Thì có một thằng nó xui tôi, có trường hợp tôi nghe thế vậy mà. Tôi bảo thế lương mày bao nhiêu được, nó bảo lương em là 20 triệu. Mai ta lấy lương của mày 2 triệu, ta bù sang thằng này là 7 triệu mà mày về 18 triệu, mày có nhất trí không? Ờ không được, quý là tiền của em. Ở bệnh tiên sư mình, ta không tăng lương cho nó cũng là tiền tao mà. Thế của người phúc ta. Anh chị có dùng không ạ? Để tỏ ra tốt để cấu tiền của thằng này, bỏ tiền cho thằng kia. Thì như vậy là đấy không phải là lòng tốt. Đấy là của người phúc ta. Tôi muốn nói về cái tính trung thực một chút để các chị dùng.